Rồi, ok, xin chào tất cả mọi người. Đây vẫn là một cái video chia sẻ về quá trình build team của tôi. Lần này thì tôi sẽ build team một team hệ thép. Và cũng như những tập trước thôi. Tập trước thì chúng ta đã build team full hệ bọ rồi. Thì tập này tôi muốn thử một cái team mới, đó là chính là team full hệ thép. Video chia sẻ như thế này thì tôi sẽ không có xài kịch bản, nhưng mà tôi nghĩ tới đâu thì tôi nói đến đó cho nó dễ nói và kiểu gần gũi nhất có thể. Nếu có gì sai sót thì mong các bạn sẽ bỏ qua. Và video chia sẻ mà cách build team như thế này sẽ ưu tiên cho những bạn đã là hội viên của kênh trước, rồi cuối tháng tôi sẽ ra mắt cho toàn bộ mọi người. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu vô quá trình build team đi ha. Thì vẫn như cũ, chúng ta sẽ xài cái trang dùng để build team và test team đánh nhau Isodun nếu các bạn không có game, hoặc nếu các bạn không có mua game được, thì đó sẽ là Pokemon Showdown. Và một trang nữa rất dễ xem đó chính là Pokemon Database. Mấy cái trang mà tôi đã xài trong quá trình build team này thì tôi sẽ để dưới phần link mô tả bên dưới, các bạn có thể nhấn vô. Hoặc là các bạn lên Google, các bạn đánh tên của những cái trang này thì nó đều sẽ ra hết. Cái trang này cũng khá là được nhiều người xài, nhất là trang Pokemon Showdown này thì chắc chỉ có trang này là ok nhất thôi. Rồi, bắt đầu chúng ta vô hệ thép. Thì chúng ta sẽ chọn vào hệ thép trước đi. Rồi, ok. Hệ thép, như chúng ta đã biết thì hệ thép là một hệ phòng thủ cực kỳ tốt. Tấn công thì nó chỉ tấn công, các bạn có thể xem tấn công thì nó thì tấn công tốt được 3 hệ. Nó bị kháng bởi 4 hệ. Thép không thể nào làm gì được lửa, cũng không thể nào chặt được nước, cũng không thể nào tấn công được điện, và cả thép cũng không thể nào gây ảnh hưởng quá lớn đến thép luôn. Rồi còn về mặt phòng thủ thì đây là hệ tốt nhất trong thế giới Pokemon rồi. Nó có thể kháng được rất nhiều hệ. Và chỉ sợ có 3 hệ là lửa, giác đấu và đất. Ok, coi đến đây thì chúng ta cũng đã biết thêm một cái nữa là coi đến chỗ này thì chúng ta biết thêm một cái nữa là hệ thép đang đứng đầu về mảng phòng thủ vật lý. Đứng thứ 3 của hệ thép đó chính là mảng tấn công vật lý. Và hệ thép ở mảng phòng thủ đặc biệt cũng tốt luôn, không như hệ đá nha. Hệ đá là phòng thủ đặc biệt không tốt, thì mà hệ thép đa phần trung bình là phòng thủ đặc biệt cũng tốt luôn. Chỉ có điều là tốc độ nó không tốt. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ build team. Tôi nha, là tôi sẽ dựa vào cái điểm yếu của hệ thép trước đi. Điểm yếu của hệ thép là bao gồm có lửa, ba hệ này, lửa, giác đấu và đất. Thì chúng ta phải tìm cách tìm Pokemon nào có hệ, hoặc là nếu hệ lửa thì chúng ta kiếm hệ nào giống như là nước thép nè. Nước thép thì có con gì? Nước thép thì có Empoleon. Chỉ có một duy nhất một con Empoleon tới hiện tại là mang hệ nước và thép thôi. Rồi nhưng mà khoan về nói con tấn công đi. Chúng ta phải tìm con hỗ trợ trước. Hỗ trợ thì chúng ta ưu tiên những con nào có đặc tính Prankster. Đánh lên đây tìm chữ đặc tính Prankster. Đặc tính Prankster. Nhìn trong cái dàn này thì những con này không, chưa thấy con nào đăng mà hệ thép hết, trừ con Klefki. Đúng không? Mấy con dưới đây chưa đặc tính ẩn, nó cũng không có con nào mang hệ thép có đặc tính Prankster ngoài con Klefki hết. Bấm như con Klefki. Rồi con Klefki này có đặc tính Prankster nè. Vậy thì hiện tại thì hệ thép hơn là có con Klefki. Chúng ta vào bên Showdown, chúng ta bấm Klefki. Ok, đó. Rồi, Klefki có đặc tính Prankster. Nhìn vào điểm yếu của hệ thép thì chúng ta thấy là có cách nào để mà giảm thiểu ba cái điểm yếu hệ hay không? Thì hiện tại để giảm thiểu được điểm yếu của hệ lửa, chúng ta có thể tạo ra trời mưa, cho nên là tôi sẽ coi như là tôi sẽ sử dụng đặc tính Rain Dance để mà tạo ra trời mưa để giảm thiểu sức sát thương của hệ lửa đối với hệ thép. Đồng thời thì trời mưa cũng được một cái là nó tăng sức mạnh cho những Pokemon hệ nước. Tức là nếu chúng ta có chiêu hệ nước thì chúng ta có thể sẽ có lợi thế đối với những con Pokemon hệ đất luôn. Đấy. Cho nên là trước hết thì chúng ta sẽ tạo trời mưa bằng Rain Dance đi. Và Klefki thì chúng ta cũng phải nhìn vào bộ chiêu thức của con này. Hiện tại thì đặc tính Prankster thì chúng ta phải tìm những chiêu hỗ trợ thì nó mới tối ưu được cái đặc tính này, đúng không? Thì hiện tại có đặc tính, có chiêu hỗ trợ khống chế tốc độ hay dùng nó chính là Thunder Wave nè. Ok. Cái này còn hai, còn những chiêu thức á thì chúng ta phải cân đo đong đếm sau khi mà đã test team rồi, cho nên là mấy cái này chỉ là tạm thời tương đối thôi. Chúng ta sẽ cân đo đong đếm chỉnh lại cái chiêu thức sao cho phù hợp với cái team mình nhất. Thì có thể tôi sẽ xài chiêu Foul Play, hoặc là nếu mà chúng ta nhìn vô đây á thì phòng thủ đặc biệt của hệ thép nó khá là
nó tuy là nó đứng hạng tư nhưng mà không phải con nào có phòng thủ đặc biệt tốt hết, cho nên thì tôi sẽ cho nó mang theo light screen vì nó có thể dựng được tường. Đấy, con Klefki này có thể dựng được hai loại tường là reflect, phòng thủ vật lý và phòng thủ đặc biệt luôn, cho nên là hiện tại thì tôi sẽ để như vậy. Rồi qua chỉ số trước đi, chúng ta cứ tạm thời để như vậy, chúng ta có cái nhìn tổng quát về cái đội, những con Pokemon trong đội hình đó, rồi chúng ta sẽ cân đo đong đếm cái chiêu thức của nó sau. Ok, rồi còn test nữa, còn test, đánh test nữa chứ không có chốt liền đâu, cái này nói trên giấy nháp thôi cũng họ không có đúng lắm. Với những con như Klefki á thì hỗ trợ thì phải cho nó trụ sân càng lâu càng tốt, cho nên tôi sẽ lên Klefki sinh lực của nó có 57 thôi, cũng không phải là tốt lắm, cho nên là tôi sẽ lên tối đa về mảng sinh lực cho nó. Rồi về mặt phòng thủ vật lý hay là phòng thủ đặc biệt thì nó cũng là khá là tốt đi, nhưng mà chúng ta sẽ ưu tiên, cái này tùy mấy bạn, nhưng mà tôi sẽ ưu tiên cho nó tăng về khoảng phòng thủ đặc biệt. Tại sao tôi lại tăng như vậy? Rồi, có thể các bạn sẽ vào bên trang của Klefki, các bạn coi thử. Song hệ thép và tiên thì là một song hệ phòng thủ rất là tốt. Nhìn của nó thì chỉ sợ có hai hệ là đất và lửa thôi. Cho nên các bạn có thể chọn theo hướng là hai hệ này đang có chiêu thức thiên về mảng vật lý khá là nhiều. Các bạn có thể cho tăng nó lên mảng phòng thủ vật lý thay vì phòng thủ đặc biệt, tùy mấy bạn. Đúng không? Cái này là tùy mấy bạn. Và cái này cũng tùy mọi người. Với lại con Klefki này cũng đã có light screen để mà phòng thủ vật đặc biệt cho nó rồi, cho nên là tôi nghĩ lên theo hướng phòng thủ vật lý cũng được. Đó. Ngoài chỉ số như thế này ra, tăng giảm chỉ số như thế này ra, còn cái nữa là tính cách. Thì tính cách chúng ta cứ cho nó tính cách nào đó mà mấy bạn cảm thấy cái này do các bạn, cảm nhận của các bạn là con Klefki nó có, nó tốt điểm nào và nó cần tăng điểm nào và nó cần trừ điểm nào. Chắc chắn là nó cần trừ các mảng tấn công rồi. Mảng tấn công của nó là mảng tấn công vật lý hay đặc biệt gì của nó cũng đều cần các bạn đều có thể giảm. Mà tôi nghĩ là tôi sẽ tăng về mảng phòng thủ vật lý cho nó trước. Tôi tính cách là bow, tăng 10% phòng thủ vật lý và trừ 10% công vật lý. Tùy các bạn có thể tăng 10% công thủ vật lý và trừ 10% công đặc biệt cũng được. Đó. Chủ yếu là mình sẽ tăng cái gì? Mình sẽ tăng phòng thủ vật lý của nó, để khi gặp những con nào có chiêu thức hệ lửa hay hệ đất thì nó còn trụ được. Chiêu hệ đất, hệ lửa thì nhiều chiêu tấn công vật lý mạnh mà. Còn trang bị thì hiện tại tôi đang không biết là nên cho nó trang bị gì. Có thể là cho nó Covercloak để mà nó có thể tránh được chiêu phay cao của những con Incineroar. Nếu mà tụi bên họ thấy mình mang theo con hệ thép thì chắc chắn họ có thể là mang theo Incineroar vì nó hệ lửa. Incineroar thì chắc chắn có phay cao rồi, cho nên là tôi nghĩ Klefki là Pokemon có thể counter lại được con Incineroar. Cũng không phải counter gì mấy, nhưng mà ít ra thì những bộ chiêu thức và lên chỉ số của mình sẽ kiểu chống chịu lại được với những khả năng khống chế của con Incineroar. Rồi, tạm thời là như vậy ha. Còn Terra thì mình chưa biết, mình chưa đánh, mình chưa biết, để đó. Thêm con thứ hai đi. Con thứ hai thì như chúng ta đã nói, chúng ta có thể tạo trời mưa bằng Klefki rồi. Thì thêm một hệ mà có thể khắc chế được cả ba hệ này, chúng ta tìm một cái hệ nào đó mà có thể khắc chế được nhiều nhất ba cái điểm yếu này, thì hệ nước là hợp lý nhất, đúng không? Hệ nước. Rồi chúng ta có thể gọi trời mưa của Klefki nè, tăng thêm sát thương cho chiêu hệ nước nữa. Thì Pokemon hệ nước và thép là điều tuyệt vời nhất, là lựa chọn tuyệt vời nhất. Và đương nhiên, hiện tại thì chỉ có duy nhất một con mang hệ nước và thép trong thế giới Pokemon này mà thôi, đó chính là Empoleon. Và Empoleon nó cũng có đặc tính là competitive. Tuyệt vời. Chúng ta không thể nào bỏ sót Empoleon trong cái team này được. Empoleon, đó, Empoleon. Mặc dù tôi biết là cái tốc độ của nó không tốt lắm, nhưng mà không sao, nếu mà tốc độ nó không tốt thì tôi thì tới tốc độ 60 này chúng ta cũng có thể cho Trick Room chẳng hạn. Tôi thì sẽ cho nó lên cho nó khoảng tầm một sinh lực cho nó cao đi. Chúng ta dẫn tốc tăng tối đa về mảng tấn công đặc biệt cho nó. Đó, mấy con mà bạn chắc chắn là nó sẽ hơi hướng tấn công và khắc chế được những điểm yếu của hệ thép thì bạn cứ tối đa sát thương cho nó.
Nhưng mà cái này cũng chỉ là lời khuyên của tôi thôi, tùy mấy bạn. Tôi vẫn luôn nói là cái series này chỉ là cái góc nhìn của tôi thôi, chứ tôi không áp đặt. Mấy bạn sẽ chọn, mấy bạn chơi thử theo của tôi. Mấy bạn không thấy nó ok thì mấy bạn có thể tự sửa theo kiểu của mấy bạn ha. Rồi, tôi sẽ lên như thế này. Vì khả năng phòng thủ đặc biệt của nó cũng khá tốt, cho nên tôi nghĩ tôi sẽ, mà phòng thủ vật lý của nó không tốt lắm, cho nên là tôi nghĩ tôi sẽ đầu tư một chút về mảng phòng thủ vật lý cho nó, và tối đa hết tất cả mọi thứ vô khả năng tấn công đặc biệt cho Empoleon luôn. Rồi, về đặc tính thì competitive. Competitive này nó giống như là Defiant vậy đó. Nếu mà Pokemon bị giảm một bậc những chỉ số bất kỳ do đối thủ gây ra nha, bởi đặc tính Intimidate của Incineroar chẳng hạn, hay là những cái chiêu mà giảm một bậc tấn công hay một bậc chỉ số nào đó của nó bất kỳ, thì nó sẽ tăng lên 2 bậc tấn công đặc biệt ngay lập tức. Thì cái này để counter Incineroar là tuyệt vời. Và rồi, tôi nghĩ là tôi sẽ mang theo chiêu Hydro Pump, đúng không? Hợp lý. Mặc dù là nó có tỷ lệ trúng 80, nhưng mà không sao, chúng ta có trời mưa. Trong trời mưa thì chiêu này luôn luôn trúng. Ủa khoan nè, để tôi coi, có phải trong trời mưa thì chiêu Hydro Pump này luôn luôn trúng không ta? Lâu lâu cái mình cũng bị lủng kiến thức lắm á. Để coi qua. Không biết thì chúng ta sẽ qua bên Bulbapedia, vì trang này khá gọi là kỹ chi tiết. Đấy, bấm vô Hydro Pump. Có vẻ như chiêu Hydro Pump trong trời mưa nó không khiến cho chiêu này luôn luôn trúng nhờ. Chỉ có chiêu Hurricane là khiến cho chiêu này luôn luôn trúng thôi. Ờ đúng rồi. Vậy là chiêu Hydro Pump này trong trời mưa không tăng tỷ lệ trúng. Rồi ok, kệ cha nó. Chúng ta chọn chiêu khác. Không sao cả, không sao cả. Empoleon còn nhiều chiêu nước mạnh mà. Có thể là chiêu... thật ra có thể cho nó xài Weather Ball cũng được, nếu nó có Weather Ball. Chiêu này trong trời mưa cũng cực tốt. Trong trời mưa hay trời nắng gì nó cũng cực tốt. Ừ, chiêu này trong trời mưa sẽ gấp đôi sức mạnh và tăng và chuyển thành hệ nước. Tuyệt vời. Chiêu Weather Ball cũng là một chiêu tốt. Xong rồi, cho Empoleon. Chúng ta thấy bên đây Empoleon sợ hệ điện, hệ giác đấu và hệ đất. Thì hiện tại thì hệ đất chúng ta đã có chiêu hệ nước như Empoleon để xử rồi, thì chúng ta vẫn còn chiêu hệ giác đấu và hệ điện. Trước tiên thì chúng ta coi thử coi Empoleon có học được chiêu nào mà khắc chế được hai hệ đó hay không ha. Thì có chiêu Air Slash là khắc chế được hệ giác đấu, hệ bay cho nên khắc chế được hệ giác đấu. Còn hệ điện thì có vẻ như là chúng ta không có cơ hội rồi. Đúng rồi, hệ điện thì có vẻ như chúng ta không có cơ hội. Vấn đề là trong trời mưa này, một con Pokemon khác cũng xài chiêu hệ điện cực mạnh như hiện tại, đó chính là Acheloron. Cho nên tôi đang nghĩ tới chuyện chúng ta sẽ xe ra cho nó thành hệ đất, để tránh trường hợp chúng ta gặp Acheloron trong trời mưa mà lại sợ chiêu hệ điện của Acheloron, thì chúng ta vẫn còn có thể xe ra hệ đất và sử dụng Terra Blast để xử nó. Ok, còn một chiêu nữa thì mấy bạn, tôi đang suy nghĩ tới chuyện cho nó cầm Assovest để cho nó xài hết 4 chiêu đều là tấn công hết. Nhưng mà tôi cảm thấy không an tâm cho lắm, nên trước tiên thì tôi nghĩ chúng ta nên cho nó xài một chiêu, đó chính là Protect. Chiêu tuyệt vời trong đấu đôi luôn. Còn trang bị thì chúng ta cứ để đó, tôi đang nghĩ tới trang bị Life Orb. Nhưng mà Life Orb thì sinh lực của Empoleon tôi chưa chơi thực chiến, cho nên là chưa chắc là sinh lực của nó chịu đủ để mà xài Life Orb, và sát thương của nó đủ để mà xài chiêu xài Life Orb, cho nên là để sau đi ha. Rồi, tiếp theo chúng ta đến Pokemon thứ 3 đi. Pokemon thứ 3 thì chúng ta coi thử, chúng ta đã có hệ nước để khắc chế lửa và đất rồi, thì có Pokemon nào có thể khắc chế được hệ giác đấu hay không? Có thể là hệ bay hoặc là hệ siêu linh, là hai hệ, hoặc là hệ tiên có thể khắc chế được hệ giác đấu. Tôi đang nghĩ tới những con Pokemon mang hệ bay và thép, đúng không? Những con Pokemon mang hệ bay và thép. Trong đó thì Covenite là con Pokemon mang hệ bay và thép tốt nhất hiện tại. Vì nó có thể, hệ bay và thép này có thể kháng được hệ độc, miễn nhiễm được hệ độc và hệ đất. Đó, và chiêu hệ bay của nó cũng có thể tấn công được hệ giác đấu luôn. Thì tôi nghĩ Covenite sẽ là lựa chọn tiếp theo của chúng ta. Đó, cái đoạn đầu thì chúng ta cứ cho mình một cái nhìn khái quát nhất về cái đội hình này trước đã. Rồi, Covenite thì tốc độ nó cũng không cao,
mà chúng ta đang, nó đang theo hướng là chống chịu nhiều hơn. Cho nên là tôi nghĩ tôi sẽ cho nó tối đa mảng sinh lực. Tôi nghĩ là cũng kiểu kiểu này là kiểu chiến đấu của tôi là tôi ăn chắc mặt bền đó, không có an tâm lắm về việc đầu tư về mảng tấn công, kiểu tấn công chớp nhoáng thì tôi không an tâm lắm. Mà tôi là theo kiểu, tôi thấy tôi theo kiểu là phải ăn chắc mặt bền, là sinh lực cũng phải cao chút xíu, chống chịu cũng phải tốt tốt một chút để mà có thể đủ sức hạ gục đối thủ, kiểu vậy. Và tôi đã chọn cho nó tính cách là Impish, tăng 10% thủ vật lý và trừ 10% công đặc biệt. Rồi, vì chúng ta không muốn hạ thấp cái điểm công vật lý của nó làm gì. Vì điểm công vật lý của nó chúng ta có thể cho nó học Brave Bird, chiêu cực mạnh của hệ bay, không luôn luôn trúng, chứ không có Sida như chiêu Hydro Pump lúc nãy. Chỉ có là 33% bị dội ngược sát thương lại, nhưng mà không sao. Chúng ta sẽ cho nó mang theo trang bị là Leftover, một trang bị chuyên dùng cho những con Pokemon chống chịu như là Covenant. Còn cái trang bị này là quá là classic, quá là cổ điển rồi. Kiểu ai nghĩ tới những con Pokemon chống chịu thì đều sẽ nghĩ tới trang bị này đi chung với nó. Đó. Rồi, về chiêu thứ hai. Chiêu thứ hai thì con Covenant này đang có mảng phòng thủ vật lý khá là tốt. Tôi đang nghĩ tới chuyện là sẽ lên lên cho nó về mảng phòng thủ vật lý cao cao một chút. Đó, xong rồi chúng ta sẽ cho nó chơi chiêu Body Press hệ nhắc đấu. Thì chiêu này sử dụng cũng tấn công, nhưng mà sẽ sử dụng chỉ số phòng thủ vật lý tấn công thay vì là sử dụng chỉ số tấn công vật lý. Đó, thì phòng thủ vật lý của nó vốn đã cao sẵn, cho nên là nếu sử dụng chiêu này thì sát thương nó cũng sẽ cao. Tôi đang nghĩ vậy. Và còn một chiêu nữa, con Covenant này có thể học được Roost. Đó, nó học được nhiều chiêu lắm. Hoặc là nó có thể hỗ trợ bằng tốc độ cho đồng đội bằng Tailwind. Đó, thì có thể các bạn chọn Roost để mà hồi phục máu cho nó. Nhưng mà tôi đang cảm thấy là nó chỉ, nếu mà nó chỉ hồi phục và nó không làm gì khác thêm thì tôi cũng không thấy ok lắm. Cho nên là tôi nghĩ tôi sẽ cho nó học Tailwind là một cái, cộng với lại nó có thể shut down, gọi là gì ta, làm mấy đứa hỗ trợ bên kia tắt nguồn. Đó, đó, ngày tôi chỉ trở lại là cưng tắt nguồn bằng chiêu Taunt này sẽ ngăn chặn Pokemon hỗ trợ bên kia, kiểu vậy. Đây là tạm thời vậy nha. Thì chúng ta cứ lên ý tưởng là có những con Pokemon như thế này trước đi. Vì sao tôi không cho nó học chiêu hệ thép? Vì tôi thấy nguyên team hệ thép thì tự nhiên là những con học được chiêu hệ thép nhiều hơn nhiều rồi. Thì chúng ta cần gì một con Pokemon hệ thép học chiêu hệ thép hỗ trợ chi nữa, con đó nên tối đa khả năng hỗ trợ của nó cho đứa trước đi. Đó. Tiếp theo là con thứ tư. Chúng ta đang kiểu là đi hết 6 con cho cái nhìn tổng quát rồi, chúng ta sẽ test team một lần để coi là chiêu nào đang không hợp lý và trang bị nào đang không hợp lý thì chúng ta sẽ thay đổi. Liên tục thay đổi chứ không có chốt một lần luôn đâu. Yên tâm. Rồi, tôi rất muốn xài Scissor nha. Nhưng mà con Scissor khá là eo ọt khi mà gặp tụi hệ lửa. Giới lại, tôi xin lỗi những fan Scissor, nhưng mà tôi cảm thấy là sát thương con Scissor nó không được cao cho lắm. Tôi cứ thấy vậy, mặc dù tốc độ thì nó không cao nè. Nếu mà tôi xài Scissor nữa thì chiêu hệ bọ và chiêu hệ thép của nó cũng chưa kháng được khắc chế của tụi hệ thép, đúng không? Chiêu hệ thép không thể nào kháng hệ lửa, chiêu hệ thép của nó cũng không thể nào kháng hệ đất, mà chiêu hệ thép của nó cũng chả thể nào kháng được hệ chất đấu hết. Mà chiêu Bullet Punch hệ thép là chiêu tốt nhất mà nó phải học, chắc chắn nó phải học chiêu Bullet Punch. Nhưng mà sát thương của nó không đủ cao để gọi là cover lại những điểm yếu của hệ thép, cho nên là tôi sẽ để Scissor thử ở khúc lựa chọn cuối cùng của tụi mình là Scissor nha, khi mà chưa tìm được những con Pokemon nào tốt hơn Scissor. Rồi, bây giờ tiếp theo là chúng ta đang cảm thấy là những con này, ba con đầu tiên này, tôi đang cảm thấy là nó không theo hướng tấn công chớp nhoáng, đúng không? Vì chúng ta nãy giờ Empoleon cũng chưa có phải gọi là tốc độ cao lắm. Có thể Empoleon sẽ tốt ở trong Trick Room và Covenant cũng vậy. Cho nên tôi sẽ chọn thêm một con nữa. Và con đó cực kỳ
phải nói là cực kỳ tốt hệ thép hiện tại luôn, Wrangler, đúng không? Không thể nào bị mấy con hỗ trợ làm phiền nè, đặc tính nó quá tốt nè, miễn nhiễm tất cả các chiêu thức hiệu ứng nè, không thể nào bị mấy con hỗ trợ làm phiền hết, dòng dốc hết sức cho nó vô tấn công đặc biệt luôn. Chiêu hệ thép tuyệt vời của nó là Make It Rain chơi luôn đó. Con này thì quá OP ở trong meta hiện tại rồi, quá mạnh trong meta hiện tại, là ngu gì chúng ta không chọn, đúng không? Đó, khả năng phòng thủ sinh lực của nó cũng tốt. Tôi đang không biết là tôi có nên lên cho nó ở mảng tốc độ hay không. Nếu lên về mảng tốc độ thì có vẻ chúng ta sẽ cần hỗ trợ là Carbonite để có thể tạo tốc độ cao cho nó. Nhưng mà vấn đề của nó là tốc độ của nó 84 thôi, cũng không cao lắm, cũng không cao mà không thấp, không thể nào xài được trong Trick Room. Mà cho maximum về mảng tốc độ thì nó cũng không thể nào nhanh hơn mấy con khác được. Kiểu mấy con trong Regulation H hiện tại thì nó cũng có nhiều con tốc độ cao lắm. Cho nên là tôi đang nghĩ chúng ta có đầu tư về mảng tốc độ cho nó thì cũng chưa có làm được gì. Thì thay vì vậy chúng ta đầu tư về mảng sinh lực cho nó một chút đi. Rồi, chúng ta đầu tư về mảng sinh lực cho nó một chút. Một chút về mảng thủ đặc biệt vì nó thua thủ vật lý 4 điểm. Đó. Rồi, còn mảng tốc độ thì tôi nghĩ là tôi sẽ cho Covenant dùng Tailwind hoặc là Cleffy dùng Thunder Wave vào đối thủ để mà có thể khắc chế lại được nó. Rồi, tạm thời là về mặt chỉ số của nó là như vậy. Đó, chúng ta sẽ qua tới mảng chiêu thức. Chiêu thức của nó thì nó có Shadow Ball đi chung với lại Make It Rain là hai chiêu tấn công gọi là hay xài nhất của Golden Go và hiệu quả nhất, thì chúng ta cứ mang đi ha. Còn một cái nữa, có thể mọi người sẽ cho nó Nasty Plot. Tôi thấy nhiều người mang Nasty Plot cho Golden Go lắm, để tối đa luôn khả năng sát thương cho nó. Còn lại thì tôi đang nghĩ tới một chiêu, đó chính là Protect. Đúng không? Không thể nào mà chúng ta cho nó tấn công không được. Nếu mà chúng ta nhìn vô Golden Go đi, hệ thép và ma, nó sợ 4 hệ, thì tôi nghĩ mọi người cũng có thể cho nó chiêu nào đó nên mà kháng hai cái hệ là lửa và đất này. Hoặc là mọi người cho nó đi chung với lại Empoleon để mà cover điểm yếu lại cho nhau cũng được. Hai con này đi chung thì nó sẽ cover điểm yếu cho nhau, Empoleon sẽ khắc chế lại điểm yếu cho Golden Go, kiểu vậy. Nhưng mà tự mình Golden Go có thể học được vài chiêu, mình có thể coi thử. Nó có recover cũng tốt nè, nhưng mà Golden Go mình đang theo hướng gọi là tấn công, cho nên là nó cũng không kịp để mà hồi phục sinh lực đâu. Có thể các bạn cho nó học chiêu Thunderbolt cũng được. Thunderbolt nhưng mà để cover hệ tốt hơn, nhưng mà chỉ cover được hệ nước và bay thôi, nó cũng không cover được hệ đất và lửa cho lắm. Nếu mà chúng ta nhìn kỹ hơn, Power Gem cũng là một lựa chọn, hệ đá sẽ cover được hệ lửa. Nhưng mà Power Gem cũng là một lựa chọn, nhưng mà sát thương của nó cũng không cao lắm. Tôi không nghĩ là chúng ta nên Power Gem cho nó. Ok, hiện tại thì tôi nghĩ tôi sẽ cho nó Protect và Nasty Blood. Xong rồi trang bị cho nó thì Metal Coat. Trang bị này tăng thêm 20% sát thương cho chiêu hệ thép, để tăng thêm sát thương của cái chiêu độc quyền cho nó. Ok không? Còn Terra thì ok, cái đó Terra thì mình để sau đi, thì mình sẽ tìm hiểu sau. Rồi, đó là con thứ tư. Bây giờ thì chúng ta qua tới con thứ năm. Con thứ năm thì tôi đã có nghĩ tới một con Pokemon có thể nào set up Trick Room hay không. Vì đội hình của chúng ta đang hiện tại khá là ít Pokemon có tốc độ cao. Thực sự là hệ thép tốc độ không có cao. Phải nói thật là vậy, thì chúng ta nên có một con Pokemon Trick Room. Và con Pokemon mà có thể Trick Room tốt nhất trong hệ thép với tôi, theo tôi cảm thấy, đó chính là con này, Bronzong. Trời ơi, tôi chơi Pokemon Diamond and Pearl là tôi muốn xỉu với con Bronzong này luôn, nó quá cứng. Và mang theo song hệ là thép và siêu linh nữa, thì nó có đầy đủ những chiêu hỗ trợ của hệ siêu linh. Hệ siêu linh thì chiêu hỗ trợ quá mạnh rồi, thì chúng ta không nói nữa. Mà nó có những chiêu này thì tôi nghĩ Bronzong sẽ là option thứ 5 của tôi. Bronzong. Đó, Bronzong. Tốc độ nó chỉ có 33 mà thôi, siêu chậm. Chúng ta chậm làm cho nó chậm hơn đi. Về mặt tính cách thì tôi cho nó
đặc tính nào đó mà nó trừ luôn tốc độ cho nó và tăng khả năng phòng thủ vật lý, relax, tăng 10% phòng thủ vật lý và trừ 10% tốc độ. Tuyệt vời không? Ai biết? Chưa biết. Rồi về những con chống chịu như thế này thì tôi sẽ lên hết về mảng sinh lực. Đó. Xong rồi mảng phòng thủ vật lý hoặc là phòng thủ đặc biệt, cái này tùy mọi người. Nhưng mà chúng ta vẫn sẽ nhìn qua này. Nhìn qua cái này thì nó đang sợ hệ nó sợ hệ lửa, hệ đất, hệ ma và hệ bóng tối. Những cái hệ này thì hết ba hệ là thiên về mảng tấn công vật lý rồi. Cho nên tôi nghĩ là tôi sẽ lên về mảng tấn công vật lý cho nó. Phòng thủ vật lý chứ. Tôi sẽ lên về mảng phòng thủ vật lý cho nó. Cao cao một chút. Đó. Nếu mà đã chơi Trick Room thì chúng ta phải cho nó mang Trick Room đúng không? Trick Room. Rồi nó có thể mang theo thêm. Cái này thì tùy mọi người, nhưng mà tôi đang nghĩ là cho nó mang Iron Defense hoặc rồi cho nó xài Body Press cũng được, cũng là một lựa chọn, nhưng mà tôi lại không thấy thích chơi kiểu đó. Tôi lại không thích chơi kiểu đó và tôi thích chơi là Gravity. Tôi thấy khá thích chiêu Gravity. Vì chiêu này tăng thêm 67% hả? 1.67 lần khả năng đánh trúng của các chiêu thức. Và thường mấy chiêu mà có tỷ lệ đánh trúng thấp á, thường là mấy chiêu mạnh không à. Cho nên là tôi sẽ chơi chiêu Gravity. Khoan nha, xong rồi chưa. Tôi thích chơi là kiểu Hypnosis, ru ngủ. Tôi đang nghĩ vậy thôi, tôi đang nghĩ trong đầu vậy thôi. Bởi vì tôi khá chơi kiểu đó. Tôi thích chơi kiểu gọi là cù nhây một chút. Còn một chiêu còn lại thì tôi đang nghĩ tới hay là Body Press để cover hệ cho nó. Tạm thời là tôi nghĩ tới vậy. Hoặc là cho nó xài chiêu Psychic. Hoặc là Expanding Force cũng được. Expanding Force đi. Vì nhiều khi đối thủ mang theo NDD đi chung với lại Amarush thì chúng ta có thể xài Expanding Force cũng được. Đấy. Tôi không biết là tôi chơi chiêu này được không. Rồi, vấn đề là hai con này, hai con Covenant và Bronzong đều là hai con chống chịu. Thì chúng ta sẽ chọn trang bị leftover cho con nào. Nếu mà vậy á, nếu mà tôi lỡ nghĩ tới con Bronzong rồi, tôi nghĩ tôi sẽ cho nó xài leftover. Vì trong một team thì chúng mỗi con chỉ mang được một trang bị thôi, không được hai con mang cùng một trang bị. Cho nên là Covenant tôi sẽ đổi nó thành Citrus Berry. Kiểu vậy á, kiểu cái flow build team nó kiểu vậy á. Là các bạn sẽ cân đo đong đếm coi là bạn cứ nhìn tổng quát rồi bạn coi thử con nào nên mang trang bị nào thì nó tốt hơn, kiểu vậy. Giờ còn con cuối cùng. Hiện tại thì con cuối cùng này rất có thể là Acheludon. Wow. Ừ ha, Acheludon là con cuối cùng. Chứ gì nữa, không thể nào mà chúng ta không mang Acheludon được, đúng không? Con cuối cùng này là Acheludon vì sao? Vì chúng ta có thể tận dụng được trời mưa do con Klefki tạo ra. Rồi, con này thì quá là bá trong đấu trường hiện tại rồi. Là tính stamina ha. Trang bị thì Assovest ha. Tại sao Assovest? Assovest thì tăng thêm 50% khả năng phòng thủ đặc biệt cho nó. Mà khả năng phòng thủ đặc biệt của nó nè, nhìn nó quá có 65 mà. Cho nên là chúng ta mang Assovest thì chúng ta yên tâm về khả năng chống chịu cho nó. Đúng không? Tổng chỉ số nó quá cao rồi, chúng ta không còn nói gì được thêm á. Bây giờ tôi nghĩ là tôi sẽ tăng dừa dừa ở mảng tấn công đặc biệt cho nó. Vì dù sao thì nó cũng có chiêu Electro Shot. Chiêu này trong trời mưa đánh liền liên tiếp. Và mỗi lần dùng chiêu này thì sẽ có thể tăng được một bậc tấn công đặc biệt. Thì chúng ta có chiêu này để tăng khả năng tấn công đặc biệt cho nó rồi, chúng ta cũng không cần lên quá nhiều về mảng tấn công đặc biệt cho nó đâu. Nên dừa dừa thôi, khoảng 200, 190 mấy là được rồi. Tính cách thì chúng ta cho nó mang Modest, sinh lực cho nó trâu trâu xíu. Rồi, tôi rất thích chơi mấy con mà trâu trâu như thế này. Đó, như vậy. Nó là một con Pokemon gọi là khả năng chỉ số ngang ngửa thần luôn, cho nên ngu gì mà chúng ta không chọn, đúng không? Nó mang theo đặc tính là Stamina. Đặc tính này sẽ tăng một bậc phòng thủ vật lý cho nó khi bị đánh bởi bất kỳ chiêu nào. Vậy thì nó cứ bị đánh thì nó sẽ tăng thêm một bậc phòng thủ vật lý. Cho nên chúng ta sẽ mang theo cho nó chiêu Body Press. Tôi nói chiêu thức là cái quyết định coi Pokemon đó có được xài nhiều hay không, đó chính là do chiêu thức của nó. Đây, Body Press. Nó sẽ tận dụng được chỉ số phòng thủ vật lý của nó cũng quá cao rồi, 130 quá cao rồi. Thì chúng ta sẽ tận dụng được khả năng phòng thủ vật lý như thế này, cộng với lại đặc tính Stamina.
để mà xài chiêu body press này với sát thương cực kỳ cao luôn. Rồi, chiêu nữa có thể là chiêu Dragon Meteor nếu các bạn muốn kết liễu đối thủ một cách nhanh chóng. Chiêu này sức mạnh thì quá cao nhưng mà sẽ bị bù lại là giảm 2 bậc tấn công đặc biệt. Hoặc là an toàn hơn, các bạn có thể cho nó chiêu Dragon Pulse. Rồi, Dragon Pulse cũng được. Đó. Còn một chiêu nữa phải là chiêu tấn công nha. Vì chiêu vật phẩm Asovest này chỉ tăng 50% khi mà bạn xài chiêu tấn công thôi. Các bạn chỉ được mang chiêu tấn công khi mang theo trang bị Asovest này thôi. Cho nên tôi nghĩ là một chiêu nữa là chiêu Flash Cannon để mà có staff hệ thép mang theo. Rồi, Terra thì thường người ta cho nó Terra hệ điện vì con này quá nổi rồi, cho nên là tại vì mấy con mạnh á thì chúng ta không cần suy nghĩ nhiều, còn mấy con quá mạnh á chúng ta nó có đầy đủ thứ để bổ trợ cho nó rồi, chúng ta không cần suy nghĩ nhiều quá nhiều. Thì có thể Terra nó hệ điện để tối đa sát thương chiêu Electric Shot này, hoặc là chúng ta có thể mang cho nó Terra hình hệ tiên. Đó, chúng ta Terra cho nó hình hệ tiên như thế này thì cũng là một nước đi khá tốt, vì nó sẽ kháng được sát thương từ chiêu hệ chất đấu. Xong hệ rồng thép này cũng quá tốt, cho nên là chỉ sợ có hai hệ là giác đấu và đất thôi. Thì chúng ta sẽ ra hệ tiên thì chúng ta sẽ kháng được hệ giác đấu, đó cũng là một lựa chọn. Rồi, tạm thời là team hệ tổng quan thì team này như thế này. Chúng ta sẽ mang nó đi đánh nhau thử, rồi chúng ta thua sắp mặt rồi chúng ta mới biết đường mà kiểu cân đo đong đếm sao cho nó hợp lý và thay đổi con Pokemon nào cho nó hợp lý luôn ha. Ok, tạm thời là như thế này. Vô trận cái đây đi ha. Rồi, nếu như trước đó tôi đã nói là chúng ta nên cho con Klefki mang theo dựng tường là Light Screen để chống chịu thì tôi cũng đã sai rồi nha. Vì con Klefki này trong khá là nhiều trường hợp hiện tại, mọi người thấy team hệ thép thì mọi người dồn hết sức tấn công vào mảng tấn công vật lý và họ sẽ chả tập trung vào khả năng tấn công đặc biệt của Pokemon đâu. Họ sẽ nhắm vào tấn công vật lý mà thôi. Tôi cũng khá là bất ngờ. Cho nên chúng ta đầu tiên là chúng ta nên tập trung dồn vào khả năng phòng thủ vật lý cho Klefki, bởi vì con Klefki này phải nói là nó cũng khá là mỏng và chỉ bị một đòn Earthquake của Asuna hoặc là con Garchomp thôi là con Klefki này nằm liền. Cho nên là tôi đã thay đổi và cho nó 192 điểm vào phòng thủ vật lý, cùng với lại là thay đổi luôn cái chuyện là con Klefki này nó sẽ bị ru ngủ bởi con nào? Đương nhiên là con Umungus. Và những con Pokemon ở trong đây không phải không những là Umungus mà còn có một con, có một cái combo rất là máy giặt, nó chính là con Weezing đi chung với lại con Toxcu vùng Podia. Tôi phải nói cho bằng được con Toxcu tôi mới nói tại sao tôi lại chọn cho Klefki mang theo Misty Shirt thay vì là dựng tường. Vì con Toxcu này nó có tốc độ là 100, đúng không? Và nó có chiêu ru ngủ là Spore. Tức là nếu bình thường nó có một đặc tính, đó chính là đặc tính Mycelium Mind. Đặc tính này á thì khiến cho tất cả các chiêu hiệu ứng mà nó gây ra sẽ đánh cuối cùng, nhưng bù lại là nó bỏ qua hết những đặc tính của đối thủ. Thì khi mà nó đi chung với lại Weezing á, có Neutralizing Gas á, thì đặc tính của Weezing nó sẽ xóa bỏ đặc tính này của con nấm này. Đó, nó sẽ xóa bỏ đặc tính này và nó khiến cho con nấm này là đứa ru ngủ nhanh nhất trên cái sân đó. Với cái tốc độ 100 như thế này cùng với lại chiêu Spore ru ngủ 100% thì không có đứa nào là không ngủ dưới tay cái con nấm này hết. Và tôi cũng đã bị ru ngủ rất nhiều lần khi gặp cái combo đó, cho nên tôi cũng phải gọi là dè chừng về việc là chúng ta sẽ mang theo Misty Terrain. Mang theo Misty Terrain á thì có những cái điểm lợi là chúng ta có thể đè được môi trường tâm linh của Indeedee cũng như là môi trường cỏ của Rillaboom. Nếu mà cả hai con đó nó có khả năng tấn công, nếu mà cả hai con đó nó hỗ trợ tấn công khá là tốt, cho nên là chúng ta sẽ đè môi trường cỏ của những con đó lại. Nhưng mà nó bị một cái điểm yếu là chúng ta khi mà đã thiết lập Misty Terrain rồi đó thì chúng ta không thể nào gây tê liệt được. Thì đây cũng là một cái chỏi nhau của cái phương án này. Nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta quyết định được là nên gây tê liệt cho con chủ chốt nào của đội hình bên kia, gây tê liệt lượt đầu, xong lượt sau á thấy con nào mà có khả năng ru ngủ của mình á, hoặc là
ngăn cho con Ursuluna kích hoạt flame up nữa, cho nên là tôi nghĩ Misty Terrain là lựa chọn mà chúng ta nên mang cho Klefki trong cái đội hình này. Nếu mà con Ursuluna vùng Hisui nó kích hoạt được vật phẩm flame up thì lúc đó sát thương mà nó gây ra cho cả cái team của mình là cực kỳ to lớn luôn, cho nên chúng ta phải ngăn cái chuyện đó xảy ra bằng cách là thiết lập môi trường sương mù để ngăn nó bị bỏng. Thay đổi về Klefki là vậy, còn mấy cái chiêu này thì không thay đổi, tôi thấy mấy chiêu này là khá là hữu dụng. Tiếp theo thì Umpoleon á, thì thay vì là Weather Ball đúng không, thời tiết của mình á rất dễ bị đè bởi những con như là setup thời tiết như là Torkoal và con Ninetales đó, hoặc là con Whiskas bên kia thiết lập trời nắng nữa, cho nên là tôi sẽ không mang Weather Ball vì chiêu đó nếu mà không có thời tiết trời mưa thì coi như là nó vô dụng, cho nên là tôi sẽ thay thế bằng chiêu Water Blitz đó. Có một thay đổi nhỏ nữa là tôi sẽ cho nó học chiêu Haze, bởi vì gặp rất nhiều những đội hình setup chỉ số có con mất setup chỉ số nè, xong rồi con Flamingo nó copy chỉ số nè là thấy mệt rồi ha, xong rồi thêm con combo của con Tatsugiri cộng với lại con Dondozo nữa, hai con đó mà dính chùm với nhau một cái thì cái team này không thể nào, rất là cực kỳ chật vật, tôi phải chắc là phải hy sinh cả bốn đứa để mà chỉ hạ được con Dondozo thôi đó. Cho nên là một khi bên kia đã có thể set up được chỉ số rồi thì chúng ta sẽ gây bất ngờ cho họ bằng cách là xóa bỏ hết những gì họ đã làm từ đầu trận tới giờ. Đó, đó là cách mà chúng ta sẽ gọi là gây ức chế cho đối thủ và họ sẽ bất ngờ về chuyện đó. Cho nên là tôi gặp rất nhiều đội hình set up chỉ số, hiện tại là rất nhiều đội hình set up chỉ số, cho nên là tôi sẽ thay đổi điều đó bằng chiêu Haze này. Đó, tiếp theo nữa một cái mà chúng ta phải sợ đó chính là đội hình set up Trick Room của con Porygon đi chung với là những con là như là Ursuluna hay là Torkoal hay là Indeedee, nói chung là những con mà set up Trick Room á. Nếu mà để cho họ set up Trick Room rồi là chúng ta ngáp ngáp luôn, có nghĩa là hấp hối luôn, không có cách nào làm gì được hết, cho nên Covenite sẽ là đứa đảm nhận vai trò dùng Taunt và set up Tailwind là hai chiêu hỗ trợ mà tôi thấy hợp lý nhất để mà xài cho Covenite, thay vì là để cho nó chỉ hồi máu cho chính mình bằng chiêu Roost thì một mình nó được hưởng thôi, còn đội hình là coi như ngủ hết đó. Nhưng mà cũng phải coi chừng là tại vì Covenite đang bay á, cho nên là nó sẽ dễ bị ru ngủ bởi những chiêu Spore nha, mà nó đang bay nó không có đáp đất, cho nên là mấy cái môi trường sương mù này không bảo vệ được nó. Đấy, chịu thôi. Cùng với lại một thay đổi nữa đó chính là con Acheloron, tôi sẽ Terra cho nó thành hệ cỏ, bởi vì thứ nhất là lúc đầu thì tôi cũng muốn Terra cho nó thành một hệ nào đó khác, nhưng mà nghĩ lại hệ cỏ là hệ ok nhất. Đáng ra chúng ta, nếu mà chúng ta Terra thành hệ bay á, để kháng lại những Pokemon hệ đất á, thì khi phải đối đầu với con Acheloron bên kia chúng ta sẽ mất lợi thế, và chúng ta vẫn sẽ dễ bị ru ngủ bởi con Amoongus, vì Acheloron không có chiêu nào để hạ gục Amoongus trong một đòn hết, cho nên là chúng ta rất dễ bị ru ngủ ngược lại. Và hệ cỏ là phương án hợp lý nhất vì nó có thể khắc chế được sát thương của hệ đất. Đó, nó vừa có thể ngăn cho Acheloron không bị ngủ, không bị hút chiêu bởi Rage Powder. Đó, xong rồi nó cũng có thể kháng lại được hệ điện của con Acheloron bên kia nữa, cho nên tôi nghĩ hệ cỏ cho Acheloron mang theo là hợp lý nhất. Golden Go thì không có thay đổi gì nhiều ngoài chuyện là tôi sẽ cho nó Terra thành hệ bay, bởi vì lúc đầu tôi tính Terra cho nó thành hệ hệ thép để mà coi như là all in vô sát thương hệ thép luôn, nhưng mà có điều nó chậm hơn Gachomp. Yeah, Gachomp là một vấn đề rất lớn của chúng ta, cho nên là nói chung trong đội hình này thì Covenite là đứa sống sót tốt nhất. Bởi vì sao? Bởi vì những đội hình bên kia nó sẽ mang theo những con xài hệ đất. Đó, những con xài hệ đất mà Covenite là miễn nhiễm hệ đất luôn, cho nên là Covenite sống rất tốt. Covenite là sống tốt nhất, bị cấu máu thôi chứ nó cũng không có bị một hit đi luôn bởi con nào hết. Đó, cho nên là tôi sẽ Terra cho Golengo thành Flying là hệ bay. Rồi, và Empoleon thì tôi sẽ Terra cho nó thành hệ cỏ. Yeah, để đầu tiên là Empoleon nó mình như mình đã nói là mình sợ con Acheloron đúng không? Nhưng mà thật ra để cho Empoleon đấu với lại Acheloron nó cũng không có lấy được bao nhiêu máu con Acheloron hết. Mà ngược lại, nếu mà Empoleon lúc đầu cho nó là Terra thành hệ đất
thì sẽ gặp những con Pokemon hệ nước bên kia. Quan trọng là con gì? Đó chính là con Primarina. Con đó trong nước, trong trời mưa mà tụi mình dựng. Mình tự dựng trời mưa, xong con đó nó nhào vô, nó đập mình một cái thì con Empoleon này ngẫm luôn. Khi mà đã Terran hệ đất, cho nên tôi nghĩ Terran hệ cỏ để tránh bị ru ngủ ở lực đầu. Chính xác là vậy, để tránh bị ru ngủ và không kháng được chiêu hệ điện của con Ancelodon. Đó, kháng được chiêu hệ điện của con Ancelodon là một cái điểm cộng khá là lớn của Terran hệ cỏ này. Đấy. Rồi, còn một cái thay đổi cực kỳ lớn tiếp theo của cái đội hình này, đó chính là tôi thay Bronzong bằng Excadrill. Tôi đã cảm thấy việc mang Bronzong nó khá là vô nghĩa trong cái đội hình này. Vì ban đầu á là chúng ta tính mang theo Bronzong để sử dụng Trick Room, đúng không? Hỗ trợ cho cái đội hình của chúng ta khi mà có hỗ trợ cho Empoleon về tốc độ nè. Để mà gặp những đứa có đội hình Trick Room thì chúng ta quăng Empoleon vô, hoặc là chúng ta hóa giải Trick Room của đối thủ, rồi đó, hay quá. Rồi chúng ta dùng Gravity để tạo môi trường trọng lực, tăng khả năng, tăng cái tỷ lệ đánh trúng mục tiêu, xong chúng ta sẽ ru ngủ, đúng không? Nhưng mà có điều là một mình con Ronron này làm không có kịp, chắc chắn luôn. Chiêu Gravity này á là tăng tỷ lệ đánh trúng, đúng không? Nhưng mà trong cái đội hình chúng ta không có cái chiêu nào mà cần tăng tỷ lệ đánh trúng hết. Có nghĩa là con Bronzon, cái chiêu thức của nó là chỉ một mình cỏ, nó chỉ hỗ trợ được cho mình nó thôi, nó không có làm được gì hết. Nó phải tốn hết 3 lượt để mà có thể set up hết cái đống này. Rồi, tấn công á, Body Press nó đánh được ai nữa? Có quá trời con sử dụng Body Press trong đội hình mình rồi. Rồi mình cần là cần con Bronzon này có thể hạ gục được con Sneasler, là đối thủ cực kỳ khó chịu của chúng ta trong cái đội hình này luôn. Cho nên là tôi đã có thử thay đổi bằng Psychic, hoặc là Psychic cũng được, hoặc là Expanding Force cũng được. Nhưng mà quan trọng là đổi ngược lại đó, là Bronzong á Nó chỉ dùng để hạ con Sneasler thôi, chứ nó cũng không làm được gì những con khác hết. Bởi vì nó đâu có chuyên về tấn công đâu. Cho nên tôi cũng đã nghĩ tới một con khác, đó chính là con Metacross rồi. Có thể là tôi chơi con Metacross không được hay sao đó, nhưng mà tôi đã cho nó, mặc dù là tôi cho nó maximum về sinh lực, xong rồi tăng tỷ lệ khả năng chống chịu luôn, nhưng mà nó vẫn bị một hit. Nói chung là nó trụ sân không tốt. Và tôi đã có nghĩ tới chuyện cho nó mang theo Weakness Policy để mà gặp mấy con mà khắc chế nó thì nó sẽ tăng được 2 bậc tấn công vật lý lên, rồi dùng chiêu Bullet Punch. Nhưng mà nói thiệt luôn á, chiêu Bullet Punch này con Metacross đánh không có đau. Dù đã kích hoạt Weakness Policy rồi đánh vẫn không đau. Nói chung là con Metacross này tôi thấy nó cứ mỏng mỏng như thế nào. Nói chung là tôi xài nó tôi không yên tâm cho lắm. Mặc dù tôi không tăng gì về tấn công vật lý nữa, mà tôi tập trung tăng khả năng chống chịu cho nó. Nhưng mà nó vẫn bị con Sneasler chơi một cú Close Combat là đi hết nửa cái máu luôn. Tôi không hiểu nổi luôn. Nói chung là có thể là do tôi chơi con Metacross này chưa có đủ hay trong cái đội hình, hoặc là trong cái đội hình mà hệ thép này nó không phù hợp cho lắm. Đó, thế là tôi cảm thấy Metacross tôi đã cho nó rất nhiều cơ hội rồi nha. Tôi làm đi làm lại, tại vì hiện tại thì chứ có hai con này mang hệ thép và siêu linh thôi. Những con mang hệ thép và siêu linh khác toàn là huyền thoại không à. Đó, nó không phù hợp. Bronzong thì lại phù hợp cho hỗ trợ, nhưng mà hỗ trợ Trick Room, dựng Trick Room. Còn đội hình này không có con nào cần Trick Room hết. Xong rồi Metacross á thì phù hợp với chuyện là nếu chúng ta có chiêu ưu tiên mang hệ ma thì hiện tại có chiêu ưu tiên mang hệ ma là Shadow Sneak, thì chỉ có một mình Aegislash là học được. Tôi tính á, nếu mà có Aegislash trong thế hệ này nha, thế hệ này không có Aegislash, nhưng mà nếu có thì nó sẽ xài được Shadow Sneak đánh vô Metacross để nó kích hoạt Witness Policy. Và từ đó Metacross sẽ có thể tấn công những con khác. Có nghĩa là mình chủ động kích hoạt luôn, chứ mình không còn đợi đối thủ kích hoạt. Đợi đến lúc mà đối thủ kích hoạt giùm mình là mình cũng ngủm luôn rồi. Nhưng mà quan trọng là hiện tại trong thế hệ này không có con nào hệ thép học được chiêu ưu tiên mà có thể kích hoạt được trang bị này cho Metacross. Cho nên nói chung là hiện tại tôi không thể nào xài được Metacross trong cái đội hình hệ thép này hết. Mặc dù tôi rất thích Metacross nha, cực kỳ thích luôn, nhưng mà có điều là tôi làm mọi cách rồi, nó vẫn không phù hợp đó. Và tôi đã nghĩ tới con Excadrill.
Tôi đã thử rất nhiều, tôi đã thử Lucario. Đấy, tôi đã thử Lucario. Lucario tôi đã thử để cho nó gọi là inner focus nè, xong rồi nó theo hướng tấn công đặc biệt nha. Đúng vậy, tôi cho nó hướng tấn công đặc biệt. Bởi vì nó sẽ hạ được con Ursaluna. Chúng ta có Klefki tạo ra môi trường sương mù để mà ngăn cho Ursaluna kích hoạt vật phẩm Flame Orb. Và chúng ta sẽ có Lucario đánh theo hướng tấn công đặc biệt để mà xử lý con Ursaluna. Nhưng mà quan trọng là Lucario quá mỏng. Tôi cho nó mang Focus Sash rồi, và việc nó có thể làm chỉ có thể xử lý con Ursaluna và con Porygon. Ông không thể nào xử lý được con Porygon. Con Porygon phải là cả đồng đội, cả đám cùng nhào vô đánh nó thì nó mới được, vì chúng ta không có chiêu knock off. Đó, nói chung là con Porygon rất là cứng. Và con Ursaluna thì muốn xử lý nó thì chúng ta phải gọi là sử dụng con Lucario theo hướng đặc biệt. Mà nếu mà theo Lucario theo hướng đặc biệt á thì nó cũng sẽ gặp, lỡ mà nó gặp Sneasler thì nó cũng ngáp luôn. Đó, thế là nó gặp nói chung đội hình này chúng ta rất sợ con Sneasler. Đấy, cho nên là tôi không chọn con Lucario được. Cho nên sau khi đã trầy da rút dãy ăn 1000 bát cháo hành thì tôi đã quyết định cho Excadrill sẽ là đồng đội của chúng ta, đồng đội cuối cùng của chúng ta. Đấy, trong đây, trong đó thì Excadrill tôi sẽ cho nó họ cầm Focus Sash vì con này cũng khá là mỏng. Chúng ta sẽ dồn hết vào tốc độ cho nó cùng với lại tấn công vật lý. Tấn công vật lý thì chúng ta sẽ có chiêu Earthquake là để tấn công những đứa Pokemon mang hệ điện. Vì nói trắng ra thì mấy đứa mang hệ điện không quá đáng sợ đối với hệ thép, nhưng mà còn có thể xử lý được 4 hệ khác nữa. Như là hệ độc là của con Sneasler nè, nó có thể xử lý được con Sneasler nè. Nó có thể xử lý được con Acheloron bên kia đội hình. Xong rồi nó cũng có thể xử lý được những con Pokemon hệ lửa bằng Rock Slide. Và tôi đã chọn cho nó là Terra Blast. Terra Blast khi nó Terra hình này cỏ. Vì có một Pokemon nữa cũng là đôi, tuy là nó ít được sử dụng hiện tại hơn một chút, nhưng mà nó là một con khắc tinh cực kỳ cứng đối với đội hình này, đó chính là con Gastrodon. Vì một khi tôi đã gặp con Gastrodon đó thì con Empoleon của tôi là nín địch. Đó, con Empoleon của tôi là nín địch. Xong rồi tôi phải Terra Blast, tôi sẽ Terra hình thể cỏ để mà kháng lại điểm yếu cho Excadrill cũng không bị ru ngủ. Xong rồi tôi sẽ Terra Blast để xử lý những con như là Gastrodon cùng với lại một con nữa, đó chính là con Basculin. Trời ơi, cái đội hình những con Basculin, tại vì nó ở trong trời mưa, nó ở trong trời mưa nó cực kỳ mạnh, nó có adaptability, nó cực kỳ mạnh. Xong rồi mình mà dựng trời mưa thì người ta sẽ có con Basculin đó tận dụng được trời mưa mà mình đã dựng, là mình gậy ông đập lưng ông, mình quá ngu, không được. Cho nên là tôi đã chọn chiêu Terra Blast. Những trường hợp gặp con Basculin thì mình sẽ Terra hành hệ cỏ và xử lý bằng Terra Blast. Đấy. Rồi, tôi có thể đem cái đội hình này đi đánh răng rồi đó. Và chuẩn bị xây dựng một cái đội hình mới hoàn tay. Một đội hình full hệ mới, hình như còn full hệ rồng thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong xây dựng team full hệ rồng. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye.